Kính thưa quý vị, tiếp tục phiên tòa xử vụ án Minh Béo thì sáng sớm ngày hôm nay ngày 29 tháng 6 chúng tôi đang có mặt tại tòa án West Justice thuộc thành phố Westminster. Chút xíu nữa đây lúc 8 giờ rưỡi thì Minh Béo sẽ xuất hiện trước tòa cũng trong lòng sắt để mà có sự điều đình giữa luật sư và cũng như là bên công tố viện. Và theo cái tin đồn hiện giờ mà chúng tôi có được đó thì là Minh Béo hiện giờ tinh thần lăn rất là lên, và cũng có tin đồn rằng là Minh Béo sẽ có thể chấp nhận một cái tội nào đó nhẹ nhàng, bị phạt thì 3 tháng 6 tháng rồi sau đó được bị trục xuất và trở về Việt Nam. Nhưng mà để xem cái phiên tòa nó diễn ra như thế nào thì bây giờ xin mời quý vị vào trong bên trong tòa án Westminster, West Justice tại thành phố Westminster. Tôi Việt Nam tôi vẫn rồi tôi thấy ảnh thì cũng là người tốt, cũng làm từ thiện nhiều, mà đối với cái vi phạm ở đây nếu ở Việt Nam thì nó là bình thường thôi, còn đối với đây thì luật pháp nó vấn đề mà vi phạm mà cái chuyện xâm phạm tình dục em thì nó rất nặng, do đó nhiều khi tôi thấy tôi cũng để thường tham dự cái phiên tòa để xem cái kết quả nó như thế nào. Anh tham dự phiên tòa này là từ đầu luôn hay là anh là mới cũng đến lần đầu? Đến là lần thứ hai à? Lần thứ hai. Ừ. Thì cái suy nghĩ của anh như thế nào sau khi mỗi một cái phiên như vậy nó kết thúc, thì anh thấy sao? Tôi thấy tôi cũng chưa hiểu luật pháp nhiều lắm. Yeah. Tôi cũng mới qua đây mấy năm mà. Yeah. Thì tôi ái mộ anh này, tôi thấy anh ở Việt Nam thì rất là tốt. Mà không hiểu sao mà qua đây thì đi trình diễn gì đó rồi vi phạm. Phiên tòa chúng tôi thấy có ông Thiện Thành là cậu họ của Dương Hà Minh Béo, và mới đây các tờ báo trong Việt Nam đã có trích một số lời của ông nói liên quan tới vấn đề là ngày hôm nay, sau cái phiên tòa ngày hôm nay, Minh Béo sẽ bị trục xuất về Việt Nam vì đã ở. Dạ, cái đó là theo mình dự đoán, mình nghĩ tại vì theo mình biết á, là cái vụ án này á, nó không có bằng chứng gì rõ ràng. Thứ nhất là chỉ dự mưu thôi, mà cái tội dự mưu thì nói chung là đã 3 tháng rồi thì không thể nào mà giáng án được. Cái cũng có tội nhưng mà nó cũng là luật nhẹ, nhưng mà luật sư này thì mình nghĩ bà giỏi thì mình có thể điêu hay là sau đó mình nghĩ hy vọng là từ 3 đến 6 tháng. À. Ngoài cái dự đoán của anh ra thì anh còn có dựa trên một cái căn cứ nào để mà anh đưa ra cái kết luận mà anh đoán rằng thì là Minh Béo có thể bị trục xuất và sau đó cái thời gian ở tù thì là đi thẳng về Việt Nam, thưa anh? Dạ, theo cái luật pháp của Hoa Kỳ đó, khi một người nước ngoài mà phạm tội dù ở một ngày, khi mà đã có cái án phạm tội rồi bắt buộc phải trục xuất, đó là chuyện bình thường. Tất cả những cái công dân nào ở đâu qua tới Mỹ là điều bình thường. Thành ra mình nghĩ là nếu mà khi mà kêu án ra mà có ở đó là lý do tại sao mà gia đình không có muốn bèo ra, để dùng thời gian đó ở đó rồi có thể là mình điêu được để mà về thôi, trục xuất thôi. Còn nếu bèo ra thì dụ, tại vì giờ theo quý vị nghĩ đi, một quốc gia với một quốc gia, mà luật pháp Việt Nam với luật pháp của bên Mỹ thì cái nào nghiêm hơn, nhưng mà không lẽ bên Mỹ mà lại đi trắng án một người vậy thì thấy cái luật pháp bên Mỹ nó quá dở, người công nhân viên công lực đây quá dở. Thành ra về mặt quốc gia tôi nghĩ không bao giờ trắng án được, mà tôi nghĩ là sẽ có một cái tội như nhẹ nhưng mà điêu và có thể trục xuất thôi. Bà Miya Yamamoto ngày hôm nay tiếp tục dời phiên tòa pre-trial tiếp tục tới ngày 28 tháng 7 như anh đã nghe. Yeah. Anh là một người trong gia đình, anh nghĩ sao về cái việc tiếp tục dời phiên tòa tới như vậy thưa anh? Mình nghĩ chuyện đó cũng là dự đoán rồi. Mình nghĩ có thể hy vọng hôm nay được 3 tháng 4 ngày và có thể kéo dài, có thể tại vì bản án nó có thể những cái tội nhẹ nhất là từ 3 đến 6 tháng. Mà bây giờ có thể kéo dài tới đúng 6 tháng rồi thì đúng cái hạn, ví dụ như là gì thì họ chủ sức là họ giống như là đã đủ cái hạn họ cho về thôi. Hiện nay kéo dài 3 tháng hơn rồi. Yeah. Mà chúng tôi vào trong phiên tòa cũng có thấy người anh của Minh Béo cũng ở. Yeah. Trong đó anh Kiên thì phải. Yeah. Cho tới lúc này gia đình về cái vấn đề này, cái vấn đề tình cảm, vấn đề cảm xúc của gia đình đối với phiên tòa như thế nào thưa anh?
họ cũng vẫn đã bước đầu hơi khó khăn, hơi lo lắng, nhưng mà bây giờ cũng đã quen rồi. Tại từ ra phiên tòa rồi kéo dài 3 tháng rồi thì nói chung là họ nghĩ là cái gì mà nó có cái tốt thì nó sẽ đến, và nếu mà xấu thì nó cũng họ đã chuẩn bị rồi. Và họ đã mẹ của Minh qua đây đã ở trong chùa, cũng như là Kiên thì mỗi đêm đều lại 108 lại, rồi Minh Hồng Quang Minh cũng vậy, tức là họ cầu nguyện, họ nghĩ là cái phó thác cho số trời và cái luật pháp, mà hy vọng luật pháp bên Mỹ thì họ rất liên minh, họ không thể ép buộc ai được hết. Thì nói chung là cứ nghĩ là kiếp trước Minh nó có thể kiếp trước làm quan đi, mà nó vô tình nó xử quan cho một người nào đó, thì giờ đến cái giờ cái phút nó phải trả nghiệp, thì mình cứ nghĩ đơn giản vậy thôi, thì hết cái nghiệp này như trả xong coi như là hết thôi. Thì nói chung tôi muốn hỏi anh một câu, đó là thưa anh, cho tới thời điểm này thì bà luật sư Mia Yamamoto đã chịu liên lạc với lại gia đình hay là chưa, và cũng như là gia đình đó là đã có những cái bước chuẩn bị gì cho Minh Béo trong những cái thời gian sắp tới, hay là cứ chờ đợi như vậy hoài thưa anh? Theo mình nghĩ đó, thứ nhất là cái người mà đứng ra hợp đồng này không phải là gia đình mà người khác, mà người đó hiện giờ tới giờ phút này cũng chưa có lộ diện, và đó là cái theo giao ước là không được lộ diện. Ok, thứ nhất. Thứ nhì nữa đó là theo đúng luật á, là cái người luật sư họ chỉ nói chuyện với cái người nào đứng ký hợp đồng họ thôi, còn chuyện anh chị ba mẹ kia tôi không biết họ là ai, cái thứ nhất. Thứ nhì nữa là mẹ và Kiên không hiểu tiếng Anh, mà muốn hỏi gì thì rất là phức tạp, rất là phiền, phải có người thông dịch này kia nữa. Thì cái chuyện đó đến ngày hôm nay tôi biết là chưa có liên lạc được, nói chuyện với luật sư. Nói chung là họ không bao giờ họ trả lời, với lúc đầu là họ không trả lời với gia đình, bây giờ thì không biết làm sao, nhưng mà trước đó thì họ chỉ biết cái người nào đứng ra thuê họ thôi. Sau khi mà Minh Béo chuyển luật sư từ luật sư Đỗ Phủ là luật sư do chính anh giới thiệu qua luật sư Mia Yamamoto, thì anh đã có dịp vào trong tù Leo TC để thăm Minh Béo sau đó hay không anh? Và nếu có thì anh có nhận xét gì về Minh Béo hiện nay thưa anh? Dạ, từ hồi mà đổi luật sư tới giờ tôi rất là bận, và vả lại có những cái chuyện giống như là tôi không đồng ý, tức là giống như là mình làm gì làm mình phải có đạo đức, tức là cái đạo đức nghề nghiệp. Tuy rằng mình được chuyện mình, nhưng mình không thể phó thác cho người ta, tại vì cháu tôi đã làm sai, nhất là gia đình. Tại vì khi mà mình không có chấp nhận người luật sư đó, mình phải nói rõ là tuy nhiên tôi không có tiền hay là một gì đó là tế nhị, chứ không thể nào mà giống như là làm cho những người dư luận ta nghĩ là ông đó ông dở, ông tồi, không sao đó thành ra tôi mới đổi. Cái đó không có đạo đức. Tại vì mình lúc mình hoạn nạn, mình cần á, thì khi đến anh phụ ảnh sẵn sàng, anh không nhận tiền luôn, anh nó không cần tiền cọc gì hết, cứ làm đi rồi có tiền thành là quen mà, rồi có nhiều trả nhiều, anh không có đặt vấn đề tiền bạc gì, nó rõ ràng giống như kiểu mà giống như gia đình. Mà bây giờ mình khi mình có một cái người lo cho mình rồi đó thì mình hất người ta và nói là ông này ông không tin tưởng, cái đó không công bằng, thành ra đó là lý do tôi không đồng ý. Anh có vẻ không đồng ý, không rất là không đồng ý như vậy. Cái chữ anh sử dụng là không có đạo đức á, là ấy anh nói là về phía gia đình của Minh Béo hay là chính không, bản thân Minh Béo thưa anh? Mình nói nếu mà mình làm như vậy đó, khi mà mình hỏi tại sao đổi thì họ nói những lý do, thì tôi nói nếu mà mình mà làm như vậy mình không đạo đức, tại vì cái hậu quả, tức là mình gì mình đang làm, mình đang bị là mình bị cái hậu quả đạo đức trước, mình có cái gieo nghiệp làm không đúng, thành ra mình giờ mình trả quả. Mà bây giờ mình muốn giải cái quả cái nạn này đó thì mình phải cái tâm mình tốt, mình phải giúp mọi người, trước mắt làm giúp mọi người hoặc là làm những điều tốt, không làm xấu người khác thì mình giải được cái quả cái nghiệp. Bây giờ mình đang trả cái nghiệp này, mình đi vay người gặp khác nữa thì không khác nào là tội thêm trọng tội, thành ra mình nói là không đạo đức mình đó, mà mình phải sự thật. Muốn hỏi anh là hiện giờ thì tình hình của Minh Béo ở bên trong trại giam như thế nào, và nghe nói rằng Minh Béo cũng đã tiếp tục viết thêm những cái vở kịch nữa, có phải không thưa anh? Dạ, trước đây khoảng chừng một tháng thì tôi nhận được 4 cái kịch bản của Minh Béo gửi ra. Thì từ khoảng chừng sau khi đổi luật sư tới giờ thì tôi không biết viết thêm bao nhiêu nữa, tôi không biết. Nhưng mà hiện tôi biết là trước đó là được 4 kịch bản. Tại sao Minh Béo lại gửi kịch bản cho anh thưa anh? Thì nói chung là kịch bản gửi ra thì vẫn bình thường, để ra giống như là để giữ lại, tại vì nhiều khi trong đó nó nhiều quá đó, phải gửi giữ lại để mà sau này khi Minh Béo ra thì cũng còn để mà lưu lại, chứ còn nó nhiều quá thành ra là gửi khi nào xong gửi cái đó. Những cái kịch bản đó có phản ánh một cái điều gì Minh Béo đang mắc phải hiện giờ không thưa anh? Nói chung là tôi không có giờ, tại vì thứ nhất là cái viết chì, nếu mà viết chì mà viết chữ rất là khó đọc, thành ra là biết là kịch bản gửi ra thì mình đưa thôi, chứ mình không có đọc, không có, tại vì nói chung là gửi qua tôi đưa cho Kiên.
thành ra đưa cho anh nó, thành ra mình lịch sự, mình không có đọc, mình đưa gửi, mình đưa liền, ra không có biết là viết về cái gì. Với những sự có vẻ như trách móc, không hài lòng với vấn đề như vậy đó, thì nếu có một cái lời nói với lại Minh Béo, nhắn Minh Béo trong thời điểm này, anh sẽ nói điều gì với Minh Béo và gia đình của Minh Béo thưa anh? Thì tôi cũng hiểu được cái tâm lý của con người, thí dụ như là mình đang gặp nạn là tự nhiên về có một người khác nó ok thôi, bây giờ mày đồng ý cái này đi rồi tao sẽ lo cho mày. Cái đó là tâm lý chung, ai cũng có sự mà giống như mình không có tiền mà người ta lo thì mình giúp, nhưng quan trọng là phải có đạo đức. Thí dụ như bây giờ anh muốn giúp tôi mà anh bắt tôi làm chuyện này để hại người khác thì tôi thấy tôi làm không được. Và tôi đồng ý nếu anh có lòng tốt anh giúp tôi, nhưng mà tôi hạn chế những cái gì mà tôi không có muốn hất người khác ra, tại vì người ta đã được giúp tôi mà. Thì giống như là nói là nếu mà đổi luật sư đó thì sau này khi về Việt Nam á, là sẽ không bị dẫn hát bình thường, rồi không tốn tiền. Mình nói ok, nếu mà nói như vậy thì mình đồng ý, chứ không thể nào mà mình nói đi đổi luật sư, tại vì ông này ông là chỉ về lộn xe, ông này chim mò, ông chưa làm vụ án là lớn, rồi ông không quan tâm này kia, cái đó là sai sự thật. Tại vì tôi là người trong cuộc, ban đêm ban hôm mà mỗi lần khi có chuyện gì anh Tứng ơi anh Phủ ơi là hai người xách giò chạy vô trong trại trong tù để mà họ giúp. Nói chung là bất cứ có những cái chuyện họ không cần phải họ làm, giống như cái chuyện mà về trong nhà bang của Minh Béo có tiền trong nhà ở Việt Nam mà Minh Béo không thể rút tiền được, tại vì Béo đang ở tù mà phải ủy quyền cho mẹ, thì cái chuyện đó là không thể nào mà luật sư làm được, mà luật sư dẫn vô trong đó đưa cái giấy để mà ủy quyền cho mẹ ở Việt Nam rồi gỡ về Việt Nam để cho mẹ đi rút tiền. Cái việc luật sư đâu cần làm đâu, nhưng mà tại sao họ vẫn làm? Tức là họ nghĩ giống như gia đình mình, người ta đâu có lòng, người ta mở lòng ra cho mình thì mình phải đổi lại, chứ không thể nào mình vì cái chuyện cái bản thân của mình, vì cái chuyện của mình mà mình đi hất người ta, cái đó là mình thấy mình làm không được. Tại vì mình vì thế đó là ông Thiện Thành, cậu họ của Minh Béo, trong ngày ra tòa ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6.